Đây là một chú vịt vàng, nhưng không phải là vịt thường mà là vịt cao su, cái loại vịt mà hay thả vào trong bồn tắm để các bạn nghịch lúc tắm ấy. Và chúng ta sẽ dùng con trỏ chuột để bấm vào con vịt này. Vâng, mỗi một cú bấm là con vịt nó văng ra một đống những cái block, và khi bấm xong con vịt sẽ phát nổ cho chúng ta $1. Và rồi một con vịt mới xuất hiện. Wow, hóa ra đây là cách kiếm tiền của nhân loại vào năm 2077. Đây. Và khi mình bấm xong, con vịt nó chui vào trong quả trứng là mình bắt được một con vịt. Con vịt vàng thường này cho mình $0.05 mỗi giây, là cho mình tiền bị động đấy. Ok, tiền tự tăng. Hay. Vậy là chỉ cần rất đơn giản mới vào game thôi, mình đã có thu nhập rất đơn giản, mới có đấm chết hai con vịt vàng thôi mà mình đã có thu nhập thụ động rồi. Đó. Mày, ba con đã xong và mình hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên, hủy diệt loài vịt. Với giá là được phần thưởng là $5, lụm $5. Và mở khóa được nhiệm vụ tiếp theo là kiếm được $15. Ok. Và mình mở khóa được hệ thống nâng cấp, tăng khả năng bấm chuột của mình, hay là nhân đôi khả năng bấm chuột, thêm nhiều tiền từ loài vịt, có vịt xịn hơn. Như vậy là mình có thể sẽ có những con vịt có xịn xò con bò hơn cái con vịt vàng cao su kia nữa. Và đây rồi, nãy mình đã ức chế một điều, đó chính là bấm con vịt. Các bạn thấy không, có một cái vòng tròn nó ở con trỏ chuột của mình, là thời gian hồi chiêu là mình không thể bấm liên tục được, mà nó phải đợi một lúc thì nó mới được bấm tiếp. Thế này thì làm sao mà thằng bạn thân auto click của mình nó chơi được trò này nhở? Thế hơi khó chịu nha. Đó, hai con nữa thì mình dùng tiền để mình nâng cấp cái khả năng bấm chuột đi. Ê, nhưng mà chính là mình bấm này xong mình không biết là chỉ số chính xác của mình là bao nhiêu luôn nha. Có chỗ nào cho tôi biết chỉ số chính xác không ạ? Bấm như này chả biết là được như nào. Ok, xong nhiệm vụ thứ hai, 15, kiếm được $15 và phần thưởng là $5. Mở khóa vịt mới. Đây rồi, mình đã mở khóa được thêm những loài vịt, có vịt aquatic, vịt ở biển, vịt ở sa mạc, và chúng ta sau này có rất nhiều những vịt nguyên tố khác, vịt ở Among Us, với những cái giá lên đến tới tận là ok, mình kéo xuống cuối cùng này, vịt kỳ lân 7 màu với cái giá lên đến 14,6 SP. Nó không còn là giá tiền đô thường nữa rồi, mà nó phải giá tiền nó bằng chữ nữa các bạn ạ. Vãi cả trường. Thôi được rồi, để mình mua thử cái con vịt đầu tiên đi, Aquatic Duck. Let's go. Mở khóa được Aquatic Duck. Để dùng được con Aquatic Duck, mình phải tích đủ đức thì mình mới được dùng vậy. Ơ thế nào? Thế con này là nó đã thay thế không? Yes, thay luôn. Và máu của nó cũng trâu hơn rất nhiều nha. Nhưng mình kỳ vọng rằng con Aquatic Duck này nó sẽ cho mình rất là nhiều tiền hơn hẳn với con vịt vàng. Đâu? Thế nào? Đang $24 nha. Được gần $3. Gấp 3 lần tiền con vịt vàng. À, được đấy. Thế nếu vậy thì mình sẽ phải bắt buộc là mình sẽ phải nâng cấp khả năng bấm chuột của mình lên. Nhân đôi cái sát thương này, thêm một chút tiền từ vịt để ra nhanh hơn. Rồi được rồi, cứ tăng khả năng bấm chuột của mình lên đã. Rồi, để xem bây giờ mình bấm bao nhiêu đây. Sát thương quá mạnh. Và $3.66 được ở con Aquatic Duck. Rồi, nhiệm vụ của mình bây giờ là phải mua được 10 cái nâng cấp, còn 5 nâng cấp nữa thôi. Rất đơn giản, từ tí nữa sẽ có liền à. Rồi, cho lúc đang hồi sinh, 1.25 lần sát thương. Hay. Chém mấy cái chết con vịt luôn. Hay. Rồi bên này là gì đây? Con này là con vịt mới à? Giết được 25 con vịt là mình sẽ được có Malad Master, tăng phần cho sát thương. Vậy là mình yêu cầu mình là phải tiêu diệt càng nhiều vịt càng tốt. Ôi này, 10 con vịt có rồi này. Let's go. Mình đã có tỷ lệ bắt giữ vịt lên đến 33%. Ô, vịt vàng này. Hai phát là chết vịt vàng luôn nha. Ây da, easy. Từ từ, thêm tiền từ vịt đi, tăng sát thương. Rồi, đó, búp, 4.45 đô. Ok, vậy thì mình đang rất kỳ vọng cái chặng đường lên được 1 triệu đô chỉ bằng việc bấm vào những con vịt này sẽ tới gần thôi các bạn ạ. Búp. Tiếp tục, cố lên. Đang khẩn trương. Búp. Quạc. 100 đô đầu tiên trong sự nghiệp đã có. Và mình đã tiêu diệt được tất cả là 30. À không, đây là tổng số là xác con vịt mình đang có, là 33 con vịt. Thì để mua được cộng 20% sát thương là 25. 25% tiền là 50 con. Ok, lấy sát thương trước đi. Lụ một cái này, tăng sát thương lên cho mình. Gần như một hit là chết được con vịt vàng rồi. Hơn 3 hit một chì tí là chết con vịt xanh. Thế thì bây giờ nhân đôi sát thương lên. Let's go.
và thêm một chút tiền. Nào, 1, 2 đập là chết con vịt xanh. À, vịt vàng á. Từ, vịt vàng chắc chắn rồi. Một phát thôi là chết vịt vàng. Đó, nó phải mạnh như thế này nè. Quên mất, đã dư tiền rồi. Mở khóa vịt sa mạc đi. Let's go. Và vịt sa mạc rồi. Để xem nó cho mình bao nhiêu tiền nhá. Là vịt vàng. À, là bây giờ nó có tỷ lệ à. Ê, giờ làm sao để mình bán mấy con vịt đi được không? Bán vịt thường đi được không? Mình chỉ muốn lấy vịt sa mạc này thôi được không? Đó, nó bị có cái tỷ lệ là những con vịt khác nó nhảy vào ấy. Không đi đâu được, bắt buộc là mình cứ phải... Đó, nó sẽ bị ngẫu nhiên. Hơi tức nha. Ê rồi, vịt sa mạc 2, 3, 4, 5 phát, 18 đô. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi con vịt sa mạc lần nữa. Vịt sa mạc ra một cái thôi là mình sẽ vứt cái quả trứng bán con này đi để lấy con vịt sa mạc về. Ok, cố lên nào. Trời ơi, lâu quá. Bán mày luôn. Vịt sa mạc. Và nó không có con nào cả. Ê, cày thế nhờ. Bây giờ 337 đô, có lẽ là mình sẽ nâng cấp đi. Nâng cấp cái gì đây? Sẽ có được vịt hiếm hơn. À, tăng tỷ lệ cho mình vịt hiếm. Ok, tiếp rồi. Lụm mày đi. Rồi, 500 đô. Ok. Đó, nâng một phát cho mình vịt hiếm nhất ngay. Nó nên là như vậy. Nào, bắt đầu luôn này. Không có để bắt. Cày thật, 51 con đã có. Tăng tiền đi, 25% tiền. Đó, một con vịt hỗ trợ mình trong việc là tăng tiền. Ok, này nữa, quay nữa. Chứng về con này đi. Muốn lấy con này về để xem là nó cho mình bao nhiêu tiền bị động đây. Vịt đỏ. Không có. Cày thế nhờ. Rồi, nó có vịt đỏ là đủ này. Vô, bắt được con vịt đỏ luôn. Với số tiền 3,62 đô mỗi giây. Và đủ tiền để mở khóa vịt yêu nước lụ. Rồi, let's go. Đó, các bạn để ý không? Bởi vì mình đã nâng cấp cái chiêu thức là có được vịt hiếm hơn. Bây giờ không thấy ra một con vịt vàng nào, đúng chưa? Không ra một con vịt vàng ban đầu nào nha. 1.000 đô đầu tiên. Chúng ta đã đi được 1.000, 1.000, 10.000, 100.000, 1 triệu. Ok, 1 phần nghìn quãng đường tới 1 triệu đô rồi. Nhưng mà từ đi. Từ nó cũng khó khăn y chang. Đấy rồi, vịt Mỹ rồi. Từ. Ta nói dở là cái quãng đường đi từ 1 đô lên 1.000 đô nó cũng khó tương đương như là 1.000 đô lên 1 triệu đô vậy. Nhưng mình đã qua được một lần rồi thì lần này mình cũng sẽ làm được thôi. Từ, bán con này đi. Lụ con này về. Không có ạ. Nhưng mà được 300 đô con vịt đấy cũng được đấy. 49 con. Rồi. Yes sir. Đã hoàn thành nhiệm vụ. Lụ. Có tiền. Ok, cần 3.000 đô đúng không? Cần 3.000 đô. Rồi. Ui dồi ôi, vịt lởm lởm này. Rồi. Đi luôn mày. Tao cần con vịt Mỹ. Đó. Đang có giảm theo hồi chiêu. Tao hồ bấm. Bụp. Không có. Ê. Cay nhỉ. Rồi. Ok, vịt đỏ rồi là 3 chém là chết. Còn vịt sa mạc là hơn 1 chém một xíu. Thế thì nâng một chút sát thương ha. Rồi. Ok, đã đến lúc vịt sa mạc một đập là chết. Đấy. Các bạn thấy không? Càng lúc sát thương của mình nó càng tăng lên một cái đột biến. Đi ra. Tăng tỷ lệ bắt giữ. Nào. Bắt được nó. Không bắt được nó. Cày thật. Bắt được con này chứ làm gì. Đi đi mày. Nào, con này về đây. Về cho anh, vịt Mỹ. Thôi được rồi. Trong lúc đấy, mở khóa được nhiệm vụ. Lụ 1.000 đô và mở khóa một tính năng mới. Đó chính là tính năng chuyển sinh. Mình sẽ sử dụng những cái mình khi mình chuyển sinh, mình sẽ được cộng những cái số điểm ngôi sao. Và ngôi sao mình sẽ nâng cấp vào những cái hiệu ứng như là tăng sát thương, bấm chuột, thêm nhiều tiền nữa từ vịt. Hiện giờ là mình đã có 10 đồng thì thôi, cứ mỗi con một phát đi. Đó, là mình đã đủ rồi. Nhiệm vụ tiếp theo là phải kiếm đủ, đó chính là 100 ngôi sao. 100 ngôi sao hả? 100 ngôi sao là sao để kiếm nhỉ? À, là phải reset. Là bắt buộc mình phải chuyển sinh mình mới kiếm được sao. À, tức là trò này là mình không thể nào mà chơi một mạch để tới được cái đích, mà bắt buộc phải chuyển sinh đi chuyển sinh lại nha. Ok, cũng hợp lý đấy. Bụp. Dẹp đi, khỏi có Mỹ mùng gì nữa. Mình sẽ lùng dùng 7.000 đô mua vịt lửa.
À chơi thế lại vịt lửa luôn. Dăm ba với con vịt này. Nào, vịt lửa đâu? Ở vịt lửa là từ từ, chưa thấy vịt lửa đây. Rồi đây, đây, đang còn một slot trống này, cho mày cơ hội cuối cùng nha, vịt Mỹ. Rồi xong, ok. Riêng tầm mày mà xuất hiện lần nữa, tao kệ mày luôn này, tao kệ mày luôn, tao khỏi cái thu mày luôn. Không cần biết mà cho tao bao tiền luôn. Tao lấy vịt lửa. Vịt lửa. Về đây với anh. À! 1,8 nghìn đô một con vịt lửa. Ok. Con này VIP Pro nha, 1,8 nghìn đô. Là cho phát nữa là mình lên 10.000 đô này. 10.000 đô. Tặng đường đây mình đang còn ở 1.000 đô. Giờ đã là 10.000 đô rồi. Ok ok. 13.000 đô đang được cái gì không? Nhân đôi sát thương bấm chuột. Đúng rồi. Vịt sinh ra nhanh hơn, nhiều tiền hơn. À, nhiều tiền hơn nữa đi. Đó xem nào. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Đây rồi, vịt Mỹ cuối cùng cũng về. Vịt lửa luôn à? Thế thì cho con này đi luôn đi. Sát thương của mình ở nhân đôi một cái mà chém 3 phát chết con vịt Mỹ luôn. Vịt lửa 84 đô bị động 1 giây. Bán vịt Mỹ luôn. Vừa mua vịt Mỹ về, bán nó luôn. Ok, và không có được con vịt lửa nữa. Ok, hơi ham rồi. Rồi về lại Mỹ. Ô, oh, mạnh quá. Ui rồi, rồi 21.000 đô, mình có thể mua được cái gì đây? Mua được vịt Ore. Vịt này là vịt kiểu vịt khoáng thạch à? Rồi, để xem khi nào thấy nó thì mình sẽ mới biết là nó được bao nhiêu tiền nha. Rồi, lượng con Mỹ này về. Rồi, bán đi. Bây giờ mình chỉ riêng đến mấy con Mỹ mủng là mình dẹp luôn. Mình chỉ lấy con nào ở tầm trên thôi, lửa trở lên thôi nha. Chứ còn vịt Mỹ là mình dẹp. 81, chưa kịp làm gì được hết. 16.000, 17.000 đô rồi. 17.000 đô làm gì được đây? 7.000 đô, ui, nhiều thứ để nâng quá nhỉ. Thế thì nâng thêm sát thương, vịt đẻ ra nhanh hơn, thêm tiền, thêm sát thương. Đó. Ok, bây giờ là gần 3 phát. Ui dồi ôi, khóc này, chê. Gần 1 vịt lửa, 2, 3, 4, 5, 6, 6 phát là chết vịt lửa. À, nhân đôi sát thương. Ui cha, vịt Mỹ là 2 phát chết. Đây rồi, vịt Ore. Ê, lụ. Ui, 8.000 đô một con vịt Ore. Ây à. Được nha. À, nhiều tiền quá. 90, thêm một con vịt Mỹ về là mình được 99 đô một giây. Nhưng mình không muốn. Mình muốn những con vịt xịn hơn. Có lẽ là đến lúc để chúng ta phải chuyển sinh rồi các bạn ạ. Không thể mà tiếp tục chơi như này được nữa. Bởi vì là nếu mà mình chuyển sinh á, mình sẽ có được tăng sức mạnh gốc. Thì mình sẽ đẩy lên được khúc này, nó sẽ nhanh hơn. Đó. Vậy nên là không sao, mình có thể chuyển sinh đi nha. Rồi, chuyển sinh về ban đầu. Giờ là về lại với con vịt vàng cơ bản. Đó. Tất cả những con vịt này mình lại bay màu hết. Tuy nhiên, mình có 258 ngôi sao để sử dụng nâng cấp. Nào, nâng cấp bấm chuột, thêm tiền, vịt đẻ nhanh hơn. Ok, nâng cấp lên 1.000 ngôi sao là đúng rồi đó. Vịt hiếm hơn. Rồi, còn lại tiền thì cứ nâng cấp đều đều vào cái bấm chuột với cả thêm tiền thôi. 130 à, ok, thêm tiền đi. Còn đúng 5 ngôi sao, mở khóa. Hắn đang theo dõi. Phần thưởng 500.000 đô. Ui ui, 100 ngôi sao, đâu? Hắn đang theo dõi là cái nào? 2 triệu đô, ok. Vậy là mục tiêu của chúng ta phải mở khóa được. Thế là mình mở khóa được con vịt Ore rồi. Sắp tới là mở được con vịt ma quái. Vịt vàng đúng nghĩa. Và đang theo dõi. Ok, 2 triệu đô để mở được nó. Ok thôi, sẽ làm được. Vịt hiếm 10 đô cho con vịt tích đức. Vịt sa mạc bao nhiêu đô đây? 30 đô cho con vịt sa mạc. Úi giời, nhiều tiền rồi đấy. 125 đô là mở khóa vịt Jasper. Rồi, được. Nhân đôi sát thương cho bấm chuột. Ui giời, một bắn chết con vịt tích đức. Chuyển sinh lại một cái là cái chỉ số của mình nó tăng lên cực nhanh luôn các bạn ạ. Như thế này nó mới là hợp lý này. 100.000 đô đã có. Và hãy để ý, số tiền bị động của mình đạt được 450 đô mỗi giây là bởi vì con vịt Ore này cho đến 335 đô bị động ạ. Quá mạnh luôn. Và với số tiền 100.000 đô này á, mình có thể làm được rất nhiều thứ. Nào là mua hẳn vịt mới là vịt ma quái. Nhưng không, mình sẽ muốn nâng cấp nhân đôi sát thương của mình lên trước đã. Nâng cấp này lúc nào cũng phải là lên. Có tiền đủ là phải nâng liền.
Bây giờ nó đã lên đến 1 triệu đô rồi. Thôi, một đập, một bán chết con vịt Mỹ. Một bán chết vịt Mỹ nào. Giờ 50.000 đô để mình cho con vịt xịn hơn nha. Rồi, 50.000 đô, vịt hiếm hơn. Bây giờ, dăm ba mấy con vịt thì vịt ore đã có này. Bán con vịt lửa ấy đi. Mình sẽ cần vịt ore về. Và bây giờ vịt thấp nhất của mình có thể xuất hiện là vịt Mỹ rồi. Là dăm ba mấy con vịt kiểu Jasper đổ về xuống này á, là không bao giờ được quyền xuất hiện ở trước mặt mình nữa nha. Đó, nó phải là như vậy. Bây giờ nếu mà bây giờ mình mà có thêm được một con vịt ore nữa vào, là mình sẽ có được tầm hơn 600 đô bị động mỗi một giây. Thì quá là VIP luôn. Đấy, nói được, nói được là làm được. 670 đô bị động mỗi một giây. Quá ngon. Và với số tiền này, rồi vịt tiếp theo, vịt ma quái. Let's go. Đã có. Rồi, mình đợi xem vịt ma quái như nào đây. Vịt ma quái đâu nhỉ? Có vẻ như là chúng ta phải vượt qua được cửa ải vịt ore này đã thì mới có được vịt ma quái. Thêm một ô trống nữa đi để lấy thêm con vịt ore này về. Nếu mình có thêm một con vịt ore nữa là mình sẽ được tầm là gần 1.000 đô bị động một giây. Rồi, bay đi mày. Tao lấy cái này thôi nha. Chưa được. Với số tiền hiện đang có mình có thể với có số mạng là 169 xác. Mình sẽ đợi. Đấy rồi. Tăng cái độ hiếm của những cái con vịt xuất hiện. Đây, thêm 10%. Đó, tăng độ hiếm lên một chút xíu để cho tỷ lệ ra được những con hiếm nhất nó lại tăng cao lên. Cột mốc tiếp theo sẽ là 390.000 đô để mở khóa được chú vịt vàng. Vịt ma quái. Đây rồi. Vịt ma quái sẽ là như nào đây? Bao tiền đây? Mình dự đoán nó phải tầm, nếu mà không được 10.000 đô nha, người ta hơi buồn. 43.000 đô. Wow, nó vượt trội quá so với mong ước của mình. 43.000 đô ạ. À, thế này thì có nó về là 1 triệu đô là trong tầm tay rồi. Ây da, ây da, được nhá. Rồi, vịt ma quái nữa. Ây da, trông quá, mày trông quá. Vịt ma quái không về được mình. Cày thật chứ. Tăng tỷ lệ bắt giữ, ok. Nhưng mà hy vọng là vào có mấy con ma thôi, chứ còn mấy con Mỹ này thì không chê, không cần rồi. Ui rồi, ôi vịt lửa. Trời ơi, vịt lửa làm chi. Cũng tăng lên, gọi là được lên 784, nhưng mà không cần. Mình cần vịt ore. Đó, có luôn. 1.000 đô bị động mỗi một giây. Tức là bây giờ mình đang có gần là gần khoảng tầm gần 500.000 đô. Mình để yên 500 giây nữa là tầm ok phải gần 10 phút đấy thì mình sẽ được 1 triệu đô. Nhưng mà thôi, ai lại ngồi nghỉ 10 phút như vậy. Ê, mình sẽ phải cố gắng. 500.000 đô đã có. Rồi xem nào. 500.000 đô mình mua cái gì không? 500.000 đô chưa mua được cái nâng cấp sát thương nhân đôi. À, vịt đẻ ra nhanh hơn thì mua được này. Rồi, có tiền rồi, bắt đầu mình mua được vịt vàng rồi. Let's go. Đã có chú vịt vàng. À, nãy giờ vịt ma mình còn chưa bắt được con nào, giờ mình đã có vịt vàng rồi. Ok, vịt vàng đâu ta? Vịt ma. Rồi, vịt ma rồi. Bám một con vịt ore đi. Mình đã kỳ vọng vào chuyện là mình sẽ lấy con vịt ma này về này. Không được là hơi buồn nha. Yes, lộp được vịt ma với 979 đô mỗi giây. Ma một con vịt ma mà gấp 3 lần con vịt ore. Thế nó mới hợp lý chứ lị. Đúng rồi đó. Được. Ây da, một con vịt ma nữa. Ê, liệu mình có hơi tham không? Bán một con vịt ore đi lấy một con vịt ma về. Liệu có lấy được vịt ma về nữa không đây? Không được, ok. Cũng không phải là muốn là được đúng không? Không phải muốn là được. Rồi, và nãy giờ mình có vịt ma cũng thấy khá rồi này. Chưa thấy được con vịt vàng đâu. Chú vịt vàng trong làng kiếm tiền đâu rồi. Ui dồi ôi, vịt lửa làm chi. Nhân đôi tiền. Rồi, quả này mà có con vịt vàng, có con vịt ma thôi. Nhân đôi tiền là cũng đủ. 980, 92, 1 triệu. Woo! Let's go. 1 triệu đô đã có. Và tuy là được 1 triệu đô thì cũng VIP Pro đấy, nhưng vẫn chưa đủ tới con số 2 triệu là thứ nhất. Thứ hai, con số 1 triệu đô này sẽ biến mất ngay bây giờ khi mình nhân đôi sát thương. Hết. Nhưng sát thương của mình nó sẽ là VIP Pro. Đó, 86.000 đô con vịt. Tăng sát thương click power. Vịt ma. Vịt ore bay đi mày. Lụm vịt ma về 7.000 đô một giây. Rồi xong. Về 1 triệu đô rồi, thấy không?
mọi thứ nó rất là nhanh chóng đúng không? Vịt ma. Ok, vịt ma rồi, mình cần là vịt vàng cơ. Mình bán vịt ma đi. 1,4 triệu. Úi giời, 1,6 triệu. Vịt vàng. Rồi, bán vịt ma luôn này. Vịt vàng về được quá đẹp luôn. Hoặc là không thì 1,9 triệu. Let's go. Úi giời ơi, mình mà chuyển sinh mình được tới 7,2 nghìn ngôi sao luôn. Mà thôi, không nên chuyển sinh làm gì, bởi vì mục tiêu của mình đã đạt được. He is watching. Vịt ma quái. Let's go. Đã mua được vịt ma quái và nhận thêm 500.000 đô phần thưởng. Ok. Và nhiệm vụ tiếp theo là mình phải đạt được tổng số tiền kiếm được là 100 triệu đô. Ok, thôi cái này thì thôi được rồi. Cái này thì có lẽ là mình không đủ sức rồi. Nhưng mà đã có con vịt ma, mình muốn xem con vịt ma nó như thế nào nha. Phải được một lần nhìn thấy mặt nó đã. Rồi, vịt ma mày đâu. Rồi, đang 200 xác rồi à? 200 xác như này thì... Ê, nhân đôi tiền. Ôi, nhân đôi tiền thu nhập được. Nhân đôi tiền để xem con vịt vàng được bao nhiêu. Vịt vàng phải là 500.000 đô. Vịt ma là được nhiêu đây? 71.000. Ui, à nhân đôi tiền mà không ra con vịt vàng. Đây ơi, vịt vàng là đây là tầm 200 à? Phải là đây phải là 400.000 đúng không? Vẫn là 200.000. Hơi buồn nha. Ơi được rồi, từ từ. 235 tăng độ hiếm 20%, tăng sát thương. Tăng thêm tiền đi. Mình cần thêm tiền. Vịt ma đã là 85.000 đô rồi. Ok. 3 triệu đô. Úi dồi ôi. Nâng cấp đi ha. Nâng cấp cái. Nâng cấp thêm tiền, thêm sát thương. Tiền sát thương. Đó. Tiền. À sát thương. Vịt lửa, một phát chết. Đó. Vịt ma. Đây rồi. He is watching. Được. Mình sẽ bán vịt ma đi để dọn đường. Sao? Ui, con này nó sẽ cho mình bao tiền đây? Máu trâu quá. Các bạn đoán xem nó bao tiền nào. Các bạn đoán con này cho mình bao tiền. Con vịt vàng là 200.000 đô. Mình nghĩ con này phải là 1 triệu đô. 1 triệu đô một con. 1,1 triệu đô một con. Quá chuẩn. Và số tiền bỏ ra mua nó là 2 triệu đô. Thì chỉ cần tiếp 2 con là hồi vốn. Quá mạnh luôn ạ. Ok, thôi được rồi, dừng lại ở mốc 2 triệu đô này là đẹp rồi đó. Vừa khít rồi. Rồi xong, tự tiền tự bi động tăng lên 2,1. Đấy, được rồi. Tay mình bây giờ đã quá mỏi rồi. Nên là mình sẽ nhờ thằng bạn thân của mình Autoclick giúp mình lùa gà chăn vịt đâu đấy khoảng tầm 9 năm. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại để xem rằng là liệu lúc này mình đã trở thành tỷ phú đô la chỉ bằng việc tát vỡ mồm với con vịt hay chưa nhá. Thì trong lúc chờ đợi á, các bạn hãy cùng mình qua bên video này để chơi một trò chơi khác đỡ mỏi tay, cụ thể là đỡ mỏi ngón tay trỏ bấm hơn. Đấy, mà độ thú vị cũng không kém gì game bấm vịt này đâu. Vậy nên là mình hẹn gặp các bạn ở bên video này nhá.